Tết nghệ thuật. Món quà như một tác phẩm nghệ thuật đầy tinh tế, kết hợp cùng rượu vang đỏ sang trọng. Hộp quà gồm có hộp da cao cấp, rượu vang sparkling Cavazzo Lanfranco Emilia, khô mực hấp nước dừa, khô bò sợi và khô gà lá chanh Phú Em, một trà Anh Quốc buổi sáng và bao lì xì. Phú Em cung cấp rượu vang chính hãng được nhập khẩu quốc tế. Mùa xuân đang đến, Phú Em hân hạnh giới thiệu đến bạn hộp quà Tết nghệ thuật gửi đến những người quan trọng trong dịp Tết này.